Chào đầu các anh em, thì hôm nay là thứ hai ngày 21 tháng 8 ha. Thì lại một ngày đầu tuần nữa, thì cũng chúc anh em ngày đầu tuần có một ngày đầu tuần thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống ổn định ha. Rồi hôm nay em về cũng được một ít chuyện mấy anh, cũng tầm bốn mấy năm chục con á. Thì để bây giờ em mới động ra chim cho tất cả các anh cùng coi ha. Hàng chuyền này là hàng chuyền Đắk Nông nha mấy anh, hàng chuyền Đắk Nông nha. Rồi ok, để em ra hàng coi rồi cho mọi người, rồi em quay cho mọi mấy anh cùng coi ha. Rồi ok mấy anh, thì hàng chuyền Đắk Nông này em bán là 300.000 một con luôn nha mấy anh, 300.000 một con luôn ha. Rồi ok mấy anh. Dạ rồi anh em, thì em cũng mới vừa ra chim xong đó, thì đây là tầm ba mấy bốn chục con ha. Bên đây nữa nè, bên đây thì có mấy con hàng cũ nha mấy anh đó, thì cái này là hàng mới, hầu như hàng mới hết nè, nó được tầm ba mấy con ha mấy anh ha. Rồi thì cái này là hàng chim Đắk Nông nha mấy anh, thì cái này em không có cột cánh luôn, để cho nó cái thế nhảy cho mấy anh dễ coi dễ lựa luôn ha. Thì hôm nay em ra chim thì chim cũng rất là ok ha, cầm vô thì không có con nào ốm hết á. Nó em mới vừa ra lồng, tẩm cho tụi nó, cái cho tụi nó tẩm nữa mấy anh đó. Rồi để bắt đầu em quay sơ sơ từng con cho mấy anh cùng coi ha. Thì anh nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Nó em mới về nó khè rất là nhiều luôn mấy anh, nó hàng Đắk Nông nha, hàng Đắk Nông mới về ha. Rồi ok mấy anh, một con 300.000 ha. Để em quay chi tiết từng con cho mọi người cùng coi. Rồi ok mấy anh, thì đây là hai con đầu tiên ha. Nó tại vì phía đây em để cho nó không có bị lộn mấy anh, hàng Đắk Nông với hàng Cam để cho nó khỏi lộn á. Đó hai con ha, một con đuôi với một con bình thường ha. Đó hút nó khè rất là ghê ha, cái con có đuôi khè rất nhiều ha. Rồi ok mấy anh ha, thì hai con dưới đây ha. Lần tiếp đây, hai con là 42 ha. Nó đánh đuôi rất là nhiều luôn ha, đánh đuôi khè hút rất là nhiều luôn. Hai con lòng 42, nó con là lòng 37 dưới nó hút ra nè. Đó hai con lòng 42 ha. Rồi mình đi tiếp ha. Đây hai con lòng 222, rất là dài chim luôn, hút rất là nhiều ha. Con 37 nè anh, hút rất là nhiều luôn. Đó hút khè rất nhiều ha. Rồi ok, để em quay tiếp cho mình coi ha. Đó hai con lòng 222, hai con này rất đẹp ha. Rồi lên hết anh ha. Đây con số 3 này, con số 3 này cũng rất là đẹp nè, rất là cao cầu, đầu và to, nó rất là cao cầu ha, chỗ cũng rất là nhiều. Rồi con số 3 nha anh. Đó rồi tiếp ha. Đây hai con để trong lòng 55 nè mấy anh, đó rất là xiên đánh đuôi luôn ha. Hầu như lần này là xiên đánh đuôi, rất là xiên đánh đuôi, đánh đuôi khè rất là nhiều luôn. Đó hai con lòng 55 nha. Đó mình thấy không, mặt mày rất là sáng ha. Rồi con cái lòng Cam vô cùng có số nha, đó đuôi đánh kìa. Đó mình thấy không, rất là xiên dịp đuôi ha. Rồi đi tiếp anh ha. Đây lên hai con trong lòng 111 ha. Này lòng nó còn hơi ướt các bạn, nên chưa có tỉnh hẳn nha. Đó đây hai tiếp luôn, hai con trong lòng 38 luôn. Đó hai con trong lòng 38 nữa em ha. Hàng này là hàng trống hết nha anh, hàng trống nha. Rồi ok, để em lên tiếp ha. Đây hai con trong lòng 40, rồi ok mình đi tiếp luôn anh. Đây hai con trong lòng 67 luôn, hàng rất là đẹp luôn mấy anh. Đó hàng kỳ này rất là ok ha, em cầm chim ra chim thì rất là ok, mình không có dám quay cái cảnh bắt chim ra mấy anh, là sợ YouTube nó đánh đó mấy anh. Rồi đó hai con lòng 67, rồi hai con lòng, một con lòng 41 nè mấy anh, con này rất là tỉnh nè. Đang rủ lông rủ cánh ha, rất là dễ cưng ha. Lòng 41 nha mấy anh. Đó
đúng ha. Đó, đây là một con lồng 80, con này thì nó nhảy hơn nhiều nên em cột cánh nó lại ha. Đó, con lồng 80 nha. Rồi, tiếp em ha. Đây, con là 49. Con là 49 ha, tôi đánh rất là cao luôn ha. Đó nè, con là 49 ha, tôi đánh rất là cao. Rồi ok, để em quay tiếp cho anh coi ha. Đây con là 61. Con này cũng rất ok nè anh, đánh đuôi rất là nhiều luôn, đuôi lúc nào cũng để rất là cao ha. Đó. Những con này chơi sẽ rất là nhanh thêm anh ha. Đó, khè luôn thấy không? Khè hút rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp luôn. Đây, hai con lồng 36 luôn mấy anh. Hai con lồng 36 ha. Hai con này nó chỗ nhiều rồi nhưng anh. Đó, cái con ở trong không phải là cục đuôi nha. Lông đuôi là đang ra lông mới hoàn toàn hết ha. Hai con lồng 36 nè. Đó, rất là đẹp luôn. Về nhà mấy anh thay xong bộ lông này là có chim mùa chơi luôn rồi. Đó, đây còn 78 luôn. Cái đọc đuôi kìa mấy anh, nhìn cái đọc đuôi kìa. Đó, rất là đẹp ha. Rồi ok, để em lên tiếp quay tiếp cho anh coi ha. Anh em nào mình thích cái nào thì bắt đó ha. Đây, cái con ở trên nè mấy. Đó, đuôi đánh kìa. Đó, cái đuôi nó đánh dễ cưng không. Đó, đuôi đánh rất là nhiều luôn ha. Con này là cái con lồng cam số 46 nha. Con lồng cam số 46 nha. Đó. Rồi tiếp ha. Đây là con lồng số 35 nha mấy anh. Con lồng hồng số 35 nha. Đó. Rồi để quay tiếp qua mấy con đây hết mình ha. Đây con lồng số 39. Đó. Lồng số 39 này mình rất là cao cầu luôn, rất là cao cầu nha. Con này rất là cao cầu. Đuôi rất là xinh đẹp luôn. Đó, con số 39. Hút luôn đó mấy anh. Đó, cái con này mình về chơi sẽ rất là hơi nhanh hot ha. Nó bộ gạch tre rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp thêm anh. Đây, con lồng số 43 luôn. Đó, đuôi cũng đánh rất là cao ha. Đó, nghe thấy không? Đuôi đánh rất là cao ha. Rồi ok mấy anh. Thì hang truyền hàng Đắk Nông nha mấy anh. Hang truyền Đắk Nông, hàng này mới vừa về thì em bán cũng 300 nghìn một con luôn nha mấy anh. 300 nghìn một con hàng Đắk Nông ha. Hang truyền ha, hang truyền trống. Rồi ok mấy anh. Để em quay tiếp hàng máy còn ở tiệm cho mọi người cùng coi ha. Rồi ok mấy anh, thì cái này là hàng máy, hàng chim máy nha. Hàng máy là hàng máy cam rồi mấy anh. Hàng máy cam, chim máy cam ha. Đó, hàng máy thì em bán 150 một con ha. 150 một con đồng giá hết. Máy truyền hay máy bổ gì cũng vậy. À quên nữa, bên đây thì em cũng còn được nãy về được thêm 5 con máy bổ của hàng máy truyền của Đắk Nông nè mấy anh. Đó, 5 con máy truyền Đắk Nông ha. Chỉ có 5 con thôi. Đó, thì em cũng bán bằng giá 150 luôn nha mấy anh. Bằng giá với lại chim máy cam luôn, 150 một con luôn. Rồi ok anh, thì bên đây là cái hàng cam, hàng truyền cam với lại hàng bổi cũ của em. Thì em vẫn bán giá vậy nha mấy anh. Hàng truyền thì em vẫn bán 300, hàng bổi thì em vẫn bán 200 nghìn một con nha. Đây chỉ còn mấy con bổi thôi. Đó, hàng bổi thì bán 200 nghìn một con, hàng truyền thì 300 nghìn một con mấy anh ha. Đó, còn mấy có mấy cái con truyền mà nó lỗi á mấy anh. Nó lỗi này lỗi kia thì em bán rẻ luôn ha. Hàng truyền mà lỗi thì bán là 200 hay là 200 nghìn một con nha mấy anh. Đó, hàng truyền lỗi thì 200 nghìn một con ha. Đó, rồi ok mấy anh. Đó, để em quay bên đây cho mấy anh coi nè. Đó, con máy rất là đẹp nè. Đó, con máy mà đuôi đánh kìa. Rồi, ok mấy anh, để em quay mấy con khác ngoài cho mọi người cùng coi. Rồi, để em ra chạy ra ngoài em quay cho mấy anh cùng coi ha. Rồi, ok mấy anh, thì đây là cái dàn than ngoài của em nè mấy anh. Đó, dàn con ngoài của em ha. Đang than bông mấy anh. Con này thì đúng rồi, phải lấy bổ về nè mấy anh. Nuôi nó tính đuôi để là làm giống á. Mà xui cái chân nó bị mất luôn cái lo cái móng rồi mình. Nó xui ha. Thì thôi con này chắc em để lại làm giống luôn anh. Cánh trắng ra rất nhiều ha. Cánh trắng rất là nhiều luôn. Đầu nguyên một chùm bông luôn ha. Con thang bông này về mà ghép sinh sản hoặc ghép HP là hết bài luôn mấy anh ha. Đó, con này thì cám cứng rồi nha anh. Con này cám cứng rồi. Đó. Em để em ghép HP luôn mấy anh. Thì mà đây em còn cũng khá nhiều. Đây con chuyền nè mấy anh. Con này con chuyền già nha mấy anh. Lông chuyền vẫn còn.
con này rất là xiên nhạy xiên ấy luôn. Thì mấy cái con ngoài đây em vẫn bán vậy nhé anh, em cũng tập cám sẵn hết rồi nó, thì mấy cái con chuyện mà đây em tập cám hết cho mấy anh rồi thì em cũng bán 300.000 một con luôn. Nó còn nè, ở ngoài đây còn con máy nữa mấy anh, nó con máy con nè, bữa hổm tới giờ chưa bán được luôn. Rồi ok mấy anh, thì đây là cái con chim, con này là con bỏ nhưng mà ăn cám rồi nha anh, bỏ ăn cám rồi. Thì con này em bán là 350 nha anh, đó ăn cám rồi nha, 350. Rồi ok mấy anh, thì anh nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha. À quên, ở đây thì mi than khú khuyên gì em cũng còn hết nha anh, khuyên hót khuyên mùa hay là khuyên bổ gì có hết nha anh. Nó đất chè đất chào màu gì đủ hết ha, nó rất là nhiều luôn anh. Đó để em quay sơ một vòng tất cả các con chim á tiệm em có cho mọi người cùng coi ha. Đó rất là nhiều luôn đó. Rồi ok mấy anh, thì anh nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha. Đó đây là con hang thái của em nè mấy anh, đó đó thì đây còn một con khuyên, con này là con khuyên bổi nha anh. Mấy người này biết bổi thì là sẽ nói là bổi, còn khuyên mùa nó sẽ khuyên mùa em anh ha. Đó mấy con bổi ha, đây con khuyên khuyên này là cái con có khả năng xòe của em mấy anh, nó có khả năng xòe ha, mà nó lộn hơi nhiều ha. Rồi ok mấy anh, thì đang để lại coi nó có nó một sao nó có ra nữa, nó đang thay lồng mình chưa có dám cho nó ăn cắm liếu mấy anh, nhưng mà em có thấy nó xòe rồi nó, thì cũng đáng để lại coi nó làm sao. Rồi ok mấy anh, thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em, thì cũng chúc tất cả anh em có một ngày mới vui vẻ, một tuần mới tràn đầy năng lượng và thành công trong cuộc sống ha. Rồi thank you các anh đã theo dõi clip của em.